Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video chia sẻ cho các bạn cách chỉnh sửa ảnh từ một cái ảnh bình thường sang cái chế độ màu tím như này nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy ở trên YouTube hoặc là TikTok có rất là nhiều bạn chỉnh sửa ảnh có màu rất là đặc trưng nhé các bạn nhé. Thì video sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng chỉnh sửa màu như này rất là nhanh và đẹp nhé các bạn nhé. Rồi ok, video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Và điều đầu tiên chúng ta vào cái đường link của mình. Cái đường link này mình để dưới ngay video, các bạn có thể vào cái video của mình và tải về nhé các bạn nhé. Sau copy xong cái đường dẫn driver ấy, các bạn vào Chrome nha các bạn nhé. Các bạn có thể thực hiện ở trên điện thoại. Thì chúng ta paste cái đường dẫn đấy vào trình duyệt Chrome nha các bạn nhé. Chúng ta bấm OK này. Chúng ta bấm 3 chấm nha các bạn nhé. À, chúng ta bấm cái hình tải về nhé các bạn nhé. Rồi, ở đây nó hỏi là cái email của mình nhé các bạn nhé. Chúng ta bấm OK này. Đang mở trong Google Drive nhé các bạn nhé. Và chúng ta chọn 3 chấm. Và chúng ta bấm tải xuống nhé các bạn. Rồi, OK. Sau khi tải xuống xong, chúng ta vào CS Play. Chúng ta tìm tải một cái ứng dụng Lightroom nha các bạn nhé. Ligatrom. Rồi chúng ta tải cái ứng dụng này về. Ở đây mình đã cài đặt cho nên chúng ta chỉ mở lên nha các bạn nhé. Cái ứng dụng này rất là hay, có thể chỉnh sửa trên điện thoại. Và mình có một cái preset này mình tạo và mình chia sẻ cho các bạn nha các bạn nhé. Rồi sau khi bật lên chúng ta chọn cái dấu cộng ở phía dưới nha các bạn nhé. Chúng ta thêm một cái preset để vào cái thư viện của mình nhé các bạn nhé. Ở đây các bạn, chúng ta chọn cái thời gian này. Cái này chúng ta chờ một chút, nó đang load cái file đấy về nhé các bạn nhé. Rồi sau khi vào thời gian, chúng ta bật cái, chúng ta chọn cái file có chữ RAW nhé các bạn nhé. Và chúng ta bấm thêm này. Sau đấy chúng ta chọn cái file chúng ta vừa tải về nhé các bạn nhé. Ở đây bạn này chia sẻ cái file này nhé các bạn. Thảo Thanh nhé các bạn nhé. Ở phía trên cùng chúng ta chọn 3 chấm các bạn. Nó đang tải về các bạn, nó đang load. Rồi chúng ta chọn 3 chấm này. Chúng ta bấm vào sao chép và cài đặt. Chúng ta bấm tích V các bạn. Rồi ok, đã sao chép cài đặt nhé. Sau đấy chúng ta thoát ra ngoài. Chúng ta thoát ra ngoài. Sau đây chúng ta chọn một cái hình ảnh nha các bạn nhé. Cái hình ảnh mà mình muốn chỉnh sửa ảnh nha các bạn. Ví dụ ở đây chúng ta thêm một cái ảnh chúng ta cần thay đổi nha các bạn nhé. Chúng ta vào chọn cái thư mục thiết bị này. Rồi ở đây mình sẽ chọn một cái hình ảnh nào đấy. Mình chọn hai cái ảnh này chẳng hạn nha các bạn nhé. Chúng ta thêm vào. Rồi sau khi thêm vào chúng ta bật lên nha các bạn nhé. Ở đây mình chọn một cái hình ảnh cô gái này. Rồi sau đây chúng ta chọn 3 chấm và chúng ta dán cài đặt. Ngay lập tức cái ảnh nó chuyển sang màu tím nha các bạn nhé. Nhìn rất là độc đáo đúng không các bạn. Rồi sau đấy chúng ta chọn và lưu vào thiết bị. Tương tự như thế chúng ta có thể chọn cái hình ảnh thứ hai. Và chúng ta chọn 3 chấm và chúng ta dán cài đặt. Ngay lập tức cái ảnh nó chuyển thành. Ok nha các bạn nhé. Rất là hay đúng không các bạn. Ở trong cái kênh channel TV của mình thì mình đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều cách chỉnh sửa video cũng như là hình ảnh nha các bạn nhé. Các bạn quan tâm thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.